cảm xúc của Nguyễn Thiệu Anh thế nào sau khi vừa hoàn thành, phải nói là rất tốt cái phần thi của mình? Thật sự là với bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả thì ngày hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng tại đại hội của Oanh, cũng là hôm nay cũng là nội dung cuối cùng trong đại hội này. Thật sự là Oanh đang rất là vui và hạnh phúc bởi vì những thành quả ngọt ngào mà Oanh đã giành được tại kỳ đại hội lần này ạ. Cái thông số mà Oanh giành được này thì nó có nằm trong cái kỳ vọng của bạn không, hay thực ra là nó cũng là bất ngờ với chị? Thật sự là một sự bất ngờ cực kỳ lớn đối với Oanh, bởi vì là nội dung 10.000 này thì thực sự là không phải nội dung sở trường của mình, và mình đảm nhiệm chủ yếu là ba nội dung là 1.500m, 5.000m và 3.000m của chướng ngại vật. Tuy nhiên thì lần này là vì nhiệm vụ của địa phương và anh cũng muốn thử sức mình ở một nội dung khá là dài này, thì anh đã cố gắng rèn luyện thêm để mình có thể đảm bảo mình thi được nội dung này ạ. Ở cái nội dung 3.000 chướng ngại vật sở trường thì có vẻ cái thành tích của đó không phải khiến cho bạn quá hài lòng đúng không? Nhưng mà đến ngày hôm nay thì có thể coi như là đã kết thúc kỳ đại hội một cách suôn sẻ rồi. Vậy thì tổng quan cả cái quá trình ở kỳ đại hội này của bạn thì bạn đánh giá bản thân mình thế nào? Anh rất vui mừng khi mà mình đã hoàn thành nhiệm vụ cũng như là mục tiêu của bản thân mình như ban huấn luyện địa phương đã đề ra, và mặc dù là thành tích ở các nội dung trước thì cũng chưa được như kỳ vọng, nhưng mà đó cũng là những sự cố gắng và chăm chỉ tập luyện rèn luyện của anh, và đặc biệt là kết thúc một kỳ đại hội cực kỳ ngọt ngào với một kỷ lục quốc gia, kỷ lục đại hội tại nội dung 10.000m. Và anh nghĩ rằng là đây là những thành tích vô cùng giá trị và là những tài sản vô giá đối với sự nghiệp của anh. Năm 2022 thì kết thúc tương đối là trọn vẹn với bạn, thế còn năm 2023 thì bạn đã có một mục tiêu gì mà bản thân phải hướng đến không, trong một năm thể thao Việt Nam có rất nhiều sự kiện luôn? Dạ vâng ạ, năm 2022 thực sự là một năm rất là tuyệt vời đối với bản thân Oanh, và Oanh mong rằng đây sẽ là những nguồn động lực, là những đòn bẩy để giúp Oanh cố gắng về rèn luyện và có thêm nhiều nguồn động lực hơn nữa để mình phấn đấu năm 2023 với những mục tiêu mà ở phía trước ạ. Ok, cảm ơn.